nay anh em mình có một món cực kỳ ngon nhá, hơi bị ngon, hương đồng gió nội luôn mọi người ạ. Đấy, thế nhưng mà anh em mình đang tính là sẽ quy hoạch cái khu này, thế nên là sẽ xây thêm một cái lò nướng thì anh em mình đã có lò nướng tự quay rồi nhá. Còn bếp thì anh em mình chưa có bếp để nấu rồi xào rồi các thứ. À, anh em mình sẽ quyết định làm một cái bếp. Ấy lấy đá khô em. Khô á? Ừ, mà ướt được. Đấy, sẽ làm một cái bếp lò. Đấy, để chỉ đút củi vào xong rồi khói nó sẽ thông ra một bên để đỡ khói. Đấy, và bằng tất cả đá cuội. Xây tất cả đều bằng đá cuội ở suối này luôn nhá. Không dùng đến gạch. Tí nữa mọi người mới biết món anh em mình sẽ có món gì hơi bị ngon đấy. À, bây giờ phải tính toán xây bằng đá này là hơi khoai đấy, không phải đùa đâu nhé. Phải tính toán kỹ lưỡng xây được đấy. Chắc là phải có tay nghề cơ. Đúng, mình sẽ đun hướng này, cửa nó sẽ ở bên này. Báo định hôm nay sẽ phụ bữa. Phụ hồ. Mình làm tất cả. Mau phụ hồ. Công trình này khá là vất vả anh ạ. Máu miệng nó trộn với những củ nếp củ cải này. Nát nếp củ cải. Thì em đã có bằng chuyên nghiệp đâu. Chẳng. Anh phải bảo thế là phô rồi em. Quả bằng chuyên nghiệp thì em chưa được mới ok được. Chán đời. Em phải đi kiếm đá đâu anh nhỉ. Đây là hai cái ống gọi là thông gió nhá, bằng lon bia, còn chỗ này là chỗ đẩy than ra ngoài. Không biết là tí nữa có kịp xong để mà nấu nướng ăn tối không ấy. Ui thôi ông ơi, ông để im. Nước quá đẹp. Quá đẹp, quá lịch sự. Ông thích làm gì ông làm. Đấy, ông cứ làm này. Quá đẹp, quá lịch sự. Quá ok. Ba mươi phút rồi và vẫn chưa thấy ok lắm. Tạm ổn đấy. Ôi thôi. Em chít lại. Mày để im không đủ. Cái này nó hơi kia mọi người ạ. Cái bữa nó hơi khó. Hơi bê lên palat. À đây, mày lên ruộng ngô lấy cho anh khoảng tầm 30 bắp ngô bao tử. Anh con này. Ấy, ruộng ngô nhà anh ấy. Tí nữa người ta mà bắt em đi. Bắt cái cục cứt. Đi. Ok, ruộng ngô nhà tao. Có một món cực kỳ ngon. Đấy, hương đồng gió nội. Đó là ngô bao tử xào với một thứ nữa. Nhưng mà không biết là liệu rằng mình để chảo lên đây là nó có bị đấy không nữa cơ. Thôi bây giờ sẽ cho mọi người xem cái lò của mình. Nó chưa xong đâu nhưng mà mình sẽ đốt lửa trong này để cho nó khô một tí. Đấy. Đây là hai cái ống khói này. À hai cái ống thông gió này. Chỗ này gió tạt thì khói nó sẽ bênh ra đằng sau đặn lời. Và than hết than thì mình sẽ đẩy than đằng sau. Thế nhiều than quá mình sẽ đẩy đằng sau. Đấy, bây giờ mình sẽ nhóm thử lửa vào đây nhá. Tạm được nhưng mà hơi bị lỗi kỹ thuật. Đang trên này hơi thấp hơn nhé mọi người nhé. Để rộng đấy ra một tí. Đấy, nhưng mà khá là ok đúng không? Đấy, cũng được. Bây giờ mình sẽ cho đoạn này nó cao cao lên một tí nữa.
thì cho nó hợp lý nhá, để cho nó đỡ bị kênh. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Mày ăn cả vỏ à? Người ta không biết, nhà ta mà biết cái gì? Thôi, anh chăn bảo cái đồ ở trên làng mình á, một là của nhà bác anh, hai là của nhà bố anh, ba là nhà mẹ anh, chị anh. Ấy, thì chả thế. Là đây, giới thiệu với mọi người nhá, đây là Ngô Bao Tử của nhà mình. Ở ngoài đồng rất là nhiều, nhà mình rất là nhiều Ngô Bao Tử. Đấy, cái này liền. Ăn lẩu ngon, ăn sống ngọt ngọt, hơi lợ lợ. Mà cái ngô này á, tao lớn lên nó thành bắp ấy. Nhiều cái ruộng ngô bây giờ là như ở quê mình bây giờ trồng ngô này, bây giờ lại không để lấy bắp nữa. Mà mọi người biết là để lấy làm gì không? Là trồng ngô bây giờ ấy, thường là bán cả ruộng cho người ta nuôi bò. Thế nên là những cái loại, những cái bắp ngô này cũng không để làm gì cả. Anh em mình ăn hộ. Đấy, và đây. Đông đông mình bây giờ người ta cần trồng để bán ngô. Và đây mới là món đặc biệt này. À mà thôi, tí nữa mình sau khi mình lấy xong đã, mình xào xong cái này rồi sẽ cho mọi người biết món đặc biệt của anh em mình. Hương đông quả lắm đấy. Đấy, quả lò của anh em mình coi như là đã hoàn thành rồi nhá. Mình vẫn không ưng ý lắm về quả lò này. Tại vì nó thường thường là một gọi là gì nhỉ, học ở trường đại học gì xây dựng lại còn quảng cáo cái gì nữa nhỉ, đội làm cầu làm củ gì các cái loại sao mà làm cái lò trông chán không? Chán không có gì cái ô đấy. Lão thật thật mà gì? Giống là cái mười cái cầu tóm ấy, giống là cái mười cái cầu tóm ấy. Cầu tóm hơn. Mày xếp đi. Xếp đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ thể hiện cái món này. Cái món này á, xào với thịt bò cũng khá là ngon. Ngô Bao Tử xào thịt bò phê lắm nhá. Đó, ngọt. Nhưng mà hôm nay mình xào cùng với một cái khác cũng là bò. Đấy, đó là. Rồi, xào lên đã. Lơ bò. Gạo xay ra khóc được gạo. Cháo. Đấy, bây giờ sẽ đảo chín cái ngô này đã nhá mọi người nhá. Xong rồi bắt đầu mới cho cái món chính vào. Đây. Đấy, quả bếp này hiện đại nhá. Nó giữ lửa tốt. Mà giữ lửa tốt nhá. Khói có thể thông ra những hai bên rồi cả đằng sau đây nhá. Đằng sau là cái chỗ chải than ra ngoài nhá. Đấy. Nó cũng hợp lý không? Quá hợp lý luôn đấy. Ai bảo là đều? Căn bản là nó chưa được khô nên không lắm sử dụng mạnh lực thôi. Đấy hả? Mà nó khô đét vào nàng lại. Ui rồi. Đây sẽ là một cái bếp ok. Chỗ kia thì là một cái bếp gọi là cái lò nướng tự động. Đấy, mình cất hết rồi. Lúc nào có đồ nướng ra cho ra đấy. Nướng. Đấy. Đồ xào cho sang đây xào. Và mai ngày kia mình sẽ định là thiết kế một cái nhà nữa. Nhưng mà cứ có đấy là cứ từ từ. Sau khi xây cái bếp này xong ấy, thì mình nhận thấy là nếu mà xây nhà bằng cái đá cuội này thì cực kỳ lâu. Hay là bằng chì. Mà không có thì không xây được, tại vì nó sập mất. Xây cái lò sao này thôi mà cũng cảm giác nó nghiêng ngả rồi các kiểu. Giống ván này ạ. Hả? Ván lều bằng gỗ, ván, ốp pha. Pha là sao?
Làm đều bằng cốt pha ấy, cái ván này. Đây, món hương đồng gió nội của anh em mình. Lờ bò. Người ta gọi là lòng bò đấy. Lòng bò xào ngô bao tử nhá mọi người nhá. Ngon lắm không nhỉ? Không biết, chưa biết ngon không. Ngô bao tử xào thịt bò không, thì ngon nhưng mà em thích món lòng bò ấy. Nhưng mà xào lòng bò thì không biết được nó sẽ như thế nào. Siêu quá nhỉ? Nếm nếm đấy. Nếm. Mình nghĩ là mai sẽ mình sẽ xây thêm cái lò này quặp ở trong một tí. Quặp ở trong một tí thì lấy một cái lối nhỏ đấy thôi. Còn hai bên này xây ngang. Đấy, sẽ để che gió tốt hơn nữa. Cho cái khói này, à cái lửa nó bốc thẳng trực tiếp lên. Đấy, nó sẽ ok hơn đấy. Chuẩn không? Chuẩn. Thế này thì xào rất đơn giản. Xào như kiểu lòng xào kia thôi. Thiếu một tí tỏi. Quên không mang tỏi. Ui, ngon chưa anh em? Tuyệt vời chưa? Ôi, ôi, đỏ đấy. Quần đảo hôm nay sẽ xào cạn cạn một tí nhá. Xào kỹ ăn nó ngấm ngát gia vị ăn nó ngon. Tuyệt vời. Để thử xem cho ngon chưa anh ơi. Ui trời, tuyệt vời này. Xem nó ngấm gia vị chưa mọi người ạ. Đấy. Bốc hơi nhiều quá. Bớt lửa. Khó. Ui, từ. Phải 2 miếng. Em cũng phải 2 miếng. Ngắn quá. Mời tất cả mọi người nhá. Nhỏ quá. Ừ, bé quá mọi người. Mời mọi người nhá. Quá. Ôi dai, ngon. Ngon đấy. Dai này, bé này ăn mới ngon này. Anh em mình sẽ ngồi ăn tại đây luôn. Coi như ăn lẩu luôn. À, mai làm nồi lẩu nhỉ? Ừ. Mai làm nồi lẩu đi. Mọi người muốn anh em mình làm một nồi lẩu hương đồng có nội. Đấy là sẽ đi lấy đầy đủ các loại rau ở khắp đồng này. Bao gồm có nhiều chuột rau này, dớn này. Này, rau này. Rau lại chuột. Rau chuột là rau gì? Lẩu chuột. Thôi, không ăn lẩu chuột, lẩu chuột không ngon nhá. Mình nói thẳng là lẩu chuột không ngon. Chuột chỉ có nướng, rán. Đấy. Luộc cũng được. Mình sẽ làm một món lẩu hương đồng gió nội. Bắt cá lên à, lẩu cá. Rau thì rất là nhiều loại rau. Sau mai mình sẽ cho mọi người đi khắp đồng mình tìm kiếm thức ăn của anh em mình nhá. Làm một nồi lẩu tuyệt vời luôn. Đây, đây là ngô bao tử này. Ui dồi. Từ từ. Đấy. Đấy. Ngô bao tử. Nó sẽ bằng đấy. Ngọt cực. À, ngọt nhá. Ngon. Mình hiểu tại sao người ta hay ăn ngô bao tử rồi. Ngon. Mình phải oánh phát mà 4 cái lòng luôn ăn nó mới đã được mọi người ạ. Ăn một hai cái thôi cho một phát là nuốt là hết luôn à. Nó không tồn đọng tí nào ạ. Nó chỉ ngon. Mai mình sẽ làm một cái quá sao đã. Đắp một cái tủ lạnh ở đây để bia, để nước ngọt. Cái món này mà không có bia thì cũng là sai sách. Quá là sai sách luôn. Ngoài đồng, nếu mà tìm được đồ ăn ấy, thì rất là ngon. Nhưng mà lòng này là lòng mình mua ngoài chợ nhá. Lòng bò mua ngoài chợ ngon. Ngoài đồng cũng có lòng, tay lòng lớn mà. Lòng lợn chết người ta thả khắp nơi. Sợ. Bây giờ quê mình không còn những ngày trước nữa. Người ta ý thức toàn. Nhiều người mình đã. Chứ có mà con ruồi đậu trên ấy. Con ấy. Nó thật ra nhiều người ý thức không bằng cứt con vi trùng luôn. Đấy. Và lợn chết người không ta lại còn đem vào đút vào tải xong ném ra suối. Thế nên là suối mình bây giờ nó không được sạch sẽ. Ở trên này vẫn là nguồn nước vẫn còn sạch nhá. Ở chỗ dưới mình là nhiều lắm. Chỗ mình này nước nó vẫn còn sạch ở dưới khu dưới ấy. Ôi trời ơi.
Nhiều khi đi qua hình như có cái mùi gì hôi thối quanh đây. Con thịt chết à? Ôi trời ơi, sợ lắm. Nó nổi thôi, đang ăn ngon, không kể những chuyện. Đi vào những chuyện cái sau. Chỗ đoạn mà để đi giữa rừng đi săn ấy, đi vào những cái chỗ thối nghĩ thôi. Hay là có người chết nhỉ? đang ăn ngon, mời mọi người ăn miếng lòng cùng anh em mình. Đây là à đây, cần là ngô ba tử nhá. Ngon. Ngày mai em vẫn chưa ăn miếng ngô ba tử nào đâu. Ngày mai anh em muốn mình làm gì ở khu vực này thì cứ nói nhá. Ví dụ xây nhà này hoặc là làm biệt thự hoặc là làm một cái gì đấy ở đây picnic làm lẩu Hương Đồng Gió Nội này hay là đi săn chuột này thì cứ comment ở phía dưới nhá, mình sẽ làm hết. Tại vì sao mình đã bao thầu cả cái con kênh con sông này để anh em đến đây để tránh dịch rồi. Thế nên là mọi người cứ yên tâm. Mình đã thuê máy xúc đó, hôm trước mình thuê máy xúc xúc hết đất cát với kia lên để anh em mình ngồi dưới lòng sông nó mát. Mọi người thấy kinh dị không? Nó phải, quan trọng là nó phải chất. Chất. Đúng rồi, tự cách đi. Anh em mình mà F0 thì không ai là F1. Tại vì F0 thì F0 chất. Mới là không phải F1 chứ tiếp xúc. Thôi là ăn tối là ngon. Những cái gì chứ, những cái món nội tạng. Món lòng này nó cũng béo béo mà dai dai ngon ngon. Nhưng mà vẫn kém hơn lòng béo, lòng già ấy. Lòng già thì nó béo hơn, nó dày hơn. Nhưng mà cái lòng này thì nó không mấy, không ăn giòn, ngon hơn anh nhỉ. Tội làm sạch quá, mất hết cứt rồi. Nó là cái bột. Nó lòng non này là phải có một cái chất dịch ở trong đấy, ăn nó mới phê ngon. Còn là bỏ bứt đấy khói đây, thấy không, tác dụng khói phun ra này, bên này phun không, khói nó vẫn phun ra nhưng mà ít, chủ yếu là nó sẽ rang sau. Mai mình sẽ sửa lại cái lò này, vẫn chưa ăn thua. Đại khái là cũng thành công nha mọi người nhá, như không thành công bằng cái bếp tự xay đâu, lò nó tự xay. Cái đó hơi bất tiện á, nhà này bây giờ những cái đồ gì à rất lười là nhờ quay này nhé, tại vì nóng mà cái tự xay nhàn.